giờ mình sẽ đi vô đường Hầm Thị Cung nha các bạn. Rồi xem cá. Ôi, cua hồ gì á? Nó đi xấu à? Quá trời cá. Cái này là mình đi vô Thị Cung nè. Hầm Thị Cung. Cá nè. Vô Thị Cung đó. Nó mập đó nè. Hello, hello. Những cái đầu bồi ra. Có ngừ, có ngừ. Ở có ngừ không biết. Mình bày luôn. Bày là cá bóp á. Cá là cái gì? Cá là bóp. Cá bóp. Dài dài không, không biết cái gì. Cá cá. Quá trời, bên đây vậy, bên này. Cá cá. Wow, ok. Ồ, cá mập. Đại dương có chiếc tàu bị bể đứt làm hai luôn kìa. Đại dương bị chìm tàu. Đó đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi sao?